Hai phương pháp ứng dụng luật hấp dẫn thu hút khách hàng xếp hàng dài cho bạn phục vụ. Luật hấp dẫn phát biểu rằng, bạn phát ra tần số gì bạn thu hút chính xác người có cùng tần số đó. Bạn phải hòa mình với tần số của khách hàng thì bạn sẽ bán được rất là nhiều hàng. Tần số đó phải là tần số của sự trân trọng, biết ơn đối với khách hàng của bạn. Hai cách dưới đây, Thủy đã áp dụng cho chính bản thân của mình và khách hàng xếp hàng dài chờ Thủy phục vụ. Thủy cũng đã hướng dẫn cho rất nhiều anh chị em trong nhóm đọc sách của mình và kết quả vô cùng vi diệu. Bạn hãy ứng dụng trên chính cơ thể của mình nha. Bước số 1 là đưa ra yêu cầu. Bạn hãy viết xuống ngày, tháng, năm. Tôi thu hút khách hàng đến mua hàng của tôi. Họ là những người dễ tính, dễ thương, dễ chiều, vui vẻ mua hàng và thanh toán ngay lập tức. Cảm ơn khách hàng, cảm ơn công việc kinh doanh của tôi. Bước 2, đó là lời chúc phúc. Tôi cầu chúc cho tất cả các khách hàng của tôi càng ngày càng khỏe mạnh, giàu có, thịnh vượng trong cuộc sống. Bạn có thể thực hành hai cái cách này vào 3 khung giờ khác nhau. Đầu giờ chiều, trước khi đi ngủ và sau khi ngủ dậy. Bạn hãy thực hành nghiêm túc, liên tục mỗi ngày và phép màu đã xảy ra với các bạn. Nếu như anh chị cần có một môi trường để rèn luyện, có người hướng dẫn, thì hãy ấn vào đường link bio phía dưới avatar của Thủy. Hãy tham gia vào nhóm đọc sách để chúng ta cộng hưởng cái trường năng lượng với nhau. Hãy follow kênh của Thủy để nhận thêm nhiều phương pháp ứng dụng luật hấp dẫn vô cùng hiệu quả.